Chào các bạn, trên hình ảnh cái cây mình đang quay nó rất là đẹp nha các bạn. Đây một cái ngọn non nó xoay như thế này đây. Những cái lá nó trưởng thành nó rất là đẹp, mà nó có cái giống như cái răng cưa nha các bạn. Đó, nếu như những người đã chơi hoa cây cảnh này, hoặc là những chị em thích cắm hoa đó, nhìn thấy hình ảnh này chúng ta sẽ biết được ngay. Nó là cây dương sỉ nha các bạn. Mình nói lại, nó là cây dương sỉ. Một trong những cái cây rất là quen thuộc, gắn bó lâu đời với mọi người. Trong tự nhiên thì nó có nhiều loại dương sỉ khác nhau nha các bạn. Nhưng mà các bạn để ý kỹ đó, cái cây mình đang quay nè. Đó. Nó có vẻ giống như cái cây rau dấn nha các bạn. Nhưng mà cây rau dấn nó khác, nó chỉ mang cái họ rau dấn thôi. Đó. Theo nghiên cứu của y học dân gian, đặc biệt là y học hiện đại nha các bạn. Cái cây tưởng chừng như đơn giản này chúng ta có thể gặp ở trong sân vườn. Rồi nó hay mọc trong cái chậu cây cảnh này, nơi ẩm thấp này, ngoài đồi, ngoài rừng này. Là một trong những cái cây không chỉ những làm đẹp mà nó là cây thuốc cực kỳ tuyệt vời. Thế cho nên mới có cái câu là nhiều khi cây thuốc dưới chân ta, ở xung quanh mình, nhưng mà nhiều lúc thì mình thấy nó quá đơn giản, cũng không hình dung nó ra là một cái cây vừa để trị bệnh rồi nhiều cái công dụng khác nha các bạn. Theo nghiên cứu thì cây dương sỉ đó, nó chứa ít calo này, chất béo này, cholesterol này, rồi là nguồn cung cấp dưỡng chất quan trọng của lá cây nha các bạn. Nó chứa hàm lượng rất là cao protein này, rồi các loại vitamin khoáng chất, rồi kẽm này, kali này, canxi này, vitamin A này. Đó, mình nói thêm là đặc biệt nó còn chứa nhiều hợp chất phenolic này, giàu tính chống oxy hóa, như axit chloronic, axit coumaric nha các bạn. Những hợp chất này có tác dụng ngăn chặn hình thành các gốc tự do ở trong cơ thể mình á. Vì cái dưỡng chất rất là cao như mình nói nha các bạn, cho nên cây thuốc này sinh ra là gần như để dành cho chị em phụ nữ là chính. Mình nói mấy cái bài sau đây rồi ngắn gọn các bạn áp dụng nha. Thứ nhất á, là nó được xem như cây thuốc bồi bổ cơ thể sau khi sinh của chị em phụ nữ nha các bạn. Lý do đó là do nó chứa rất là nhiều dưỡng chất đặc biệt ở trong cái thân, cả toàn thân cây của nó nha. Đó, tức là nước sát từ cây dương sỉ uống khoảng 10 ngày, mỗi ngày từ 10 đến 20 gram nha các bạn. Nó bồi bổ sinh lực một cách tuyệt vời luôn. Đó, giúp bổ máu nè, da dẻ hồng hào nè, tăng sinh lực nè, và đặc biệt là bồi bổ cái dưỡng chất cho chị em sau khi sinh nở rồi mất sức, rồi cho con bú, rồi bị nhiều cái tác động đối với sức khỏe. Cho nên là nó là cũng là một trong những cái loại uống để hồi phục sức khỏe. Giống như cái video mình đang về cây cỏ máu, nó một số cái loại thuốc khác cũng giúp cho chị em sau sinh nha các bạn. Đó, nhưng rất là nhanh hồi phục sức khỏe nha. Một cái nữa đó là nó giúp điều trị những cái bệnh trên da. Mình nói như những cái bệnh trên da như là lăng ban này, bạch biến này. Đó, thì rất đơn giản là chúng ta thực hiện lấy 5 gram cái bột dương sỉ nha các bạn. Tức là chúng ta lấy cả thân và lá, chúng ta phơi khô, đặc biệt là cái lá này, phơi thật khô nha, chúng ta nghiền thành, xay thành bột mịn nha. Đó, cái mỗi ngày chúng ta lấy 5 gram cái bột dương sỉ á, trộn với 120ml kem dưỡng da. Kem dưỡng da mà các bạn đang dùng hàng ngày của chị em nha. Mỗi ngày bôi cái loại kem này một lần vào buổi tối. Cần bôi liên tục trong vài tháng thì tình trạng lăng ban này, bạch biến da này giảm hẳn và bất hẳn luôn nha các bạn. Đó, bài thuốc cực kỳ hay từ một cái lá mà tưởng chừng như nó rất là đơn giản như thế này. Rồi cũng ở trên da nữa, nếu như ai đó không may mà chữa bị gãi lỡ này, mụn nhọt này. Đó, chúng ta lấy cái phần non của lá dương sỉ này nha các bạn, cái phần mình đang cầm phía trên này. Rồi chúng ta đem giả nhuyễn đi, đắp trên cái vùng da tổn thương. Đó, nó giúp cho cầm máu rất là nhanh này, làm lành vết thương này, và đặc biệt những cái vùng da mà bị bầm dập sưng tấy đó, khi chúng ta bắp đắp lên nha, nó giảm cũng rất là tốt luôn. Ngoài ra thì có thêm những cái bài ví dụ như là một cái luộc cái lá non của cái dương sỉ này chấm ăn hàng ngày nha các bạn, này nó giảm bớt cái triệu chứng tiêu chảy.
Đó. Rồi khi mình đắp lên vết thương như mình nói đó, lúc nãy á, ngoài các cái chữa rồi lăn ban bạch biến ra, nếu như chúng ta bị bong gân nha các bạn, bị đòn đau bong gân á, rồi chúng ta đắp lên nhai, lấy có thể nhai bằng miệng thôi, đắp lên nó cũng rất là nhanh khỏi. Rồi cái bài cuối cùng là nó cũng hỗ trợ điều trị những cái cơn ho. Đó, bình thường như các bạn có thể bị ho về thời tiết hay ho cảm mạo nha. Rồi chúng ta lấy toàn thân cái cây dương sĩ này nè, rồi đem về băm ngán chúng ta phơi khô. Đó, rồi cứ mỗi ngày lấy một nắm lá của nó nha các bạn, lá và thân phơi khô á. Rồi chúng ta nấu nước uống hàng ngày, uống từng khoảng 5 7 ngày. Thì ngoài cái những công dụng trước như mình nói thì cái trị ho của nó rất là tốt. Đó, một cây thuốc rất là dân dã mà mình nghĩ nó mọc ở đây ngoài tự nhiên có, rồi trong sân vườn có, rồi trên những cái chậu cây cảnh á. Ít ai biết được rằng nó là cây thuốc cực kỳ quý. Mà mình xem những cái trang tin của Bộ Y tế, rồi những cái trang của các bệnh viện khác, rồi nghiên cứu trên các cái trang thuốc nha các bạn, chúng ta hoàn toàn yên tâm tin tưởng. Chỉ có một điều nha các bạn lưu ý đó, thì cây thuốc của bài nọc nói là những cái chị em phụ nữ mà đang mang thai nha các bạn, rồi chúng ta hạn chế hoặc không không được dùng nó. Cái người phụ nữ đang mang thai cái giai đoạn cơ thể rất là nhạy cảm với những cái tác động từ những cái chất, cho dù là cây lá thiên nhiên hay mọi thứ, nhưng mà từ lâu người ta đã nghiên cứu khuyến cáo thì đang mang thai chúng ta hạn chế dùng. Còn ngoài ra thì nó hoàn toàn lành tính đối với những cái cơ thể khác. Nó già trẻ rồi các bạn mang bệnh đều có thể áp dụng nha các bạn. Đó, hôm nay là giới thiệu cho các bạn một cây thuốc quen thuộc dân dã rất là đẹp. Đó, ngày Tết, ngày lễ, nhưng khi cắm bông, cắm hoa thì chị em vẫn thường dùng nó để làm thêm một cái trang trí trên cái bình hoa cực kỳ đẹp luôn. Rồi có thể trồng đang chậu trong vườn. Nhưng mà nó là cây thuốc nha các bạn. Đó, hãy lưu cái video này. Ngoài ra các bạn có thể nghiên cứu thêm những cái bài thuốc từ cây dương sĩ này này, trị được rất là nhiều những cái bệnh khác, nhưng mà cái phối hợp của nó quá nhiều. Đôi khi đó sự phối hợp của nó với nhiều cây thuốc khác mà trong đó có những vị thuốc bắc thì chúng ta rất là khó tìm, cho nên tại sao mình chỉ lược nó ra, nói những cái bài thuốc thông dụng dễ áp dụng nhất để các bạn áp dụng nha các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn đồng hành cùng kênh của mình. Chúc các bạn sức khỏe hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của mình. Cảm ơn tất cả mọi người.